Anh về rồi nè. Dạ. Ai vậy? Ủa, phải anh ba không? Để bao năm cách anh điểm chưa về thăm nơi xưa. Nhớ những hàng là để tìm kế sinh nhai, tìm nơi lập nghiệp nay trở về. Đây là định đường muốn đi. Nè. Ý trời đất ơi, anh ba nói giờ thì anh nói đùa. Chầu phải là do cha mẹ hai bên một ý đồng đi. Anh đến gặp em là để tìm hiểu về đôi đứa mẹ ngang nhà sang mà hỏi cưới. Mà nói chuyện gì vậy hố? Thì nói là chuyện tờ chiến của ông ta sống rồi. Trời ơi, cô nói sao vậy? Tôi nghe sao quá hồi hồi. Thank you.
Và anh Dũng chuẩn bị.